Xin chào các bạn. Khi mà tâm điểm trong suốt 2-3 tuần qua được dồn vào khu vực Bakhmut ở miền Đông, thì trong vòng một tuần trở lại đây, những diễn biến trên mặt trận miền Nam với các chiến tuyến Nam Donetsk, Zaporozhia, Kherson lại đang nóng lên từng ngày. Mới đây nhất là việc Nga tuyên bố thay chỉ huy trưởng tại mặt trận miền Nam hôm 27 tháng 3 vừa qua. Theo đó, các phóng viên quân sự tại trang Z trên Telegram cũng như các hãng tin phương Tây bắt đầu đưa tin rằng chỉ huy của cụm lực lượng tác chiến Vostok ở chiến trường Ukraine, Thượng tướng Rustam Muradov, đã bị cách chức. Được biết, Thượng tướng Muradov, 50 tuổi, đang là tư lệnh quân khu miền Đông của Nga và là chỉ huy trưởng cụm lực lượng tác chiến Vostok, miền Đông, ở chiến trường Ukraine. Tướng Muradov giữ vai trò này kể từ tháng 6 năm ngoái và theo truyền thông phương Tây, những thất bại chiến thuật do bộ chỉ huy cấp cao, bao gồm cả tướng Muradov, tại chiến trường là nguyên nhân khiến ông bị cách chức. Nhất là tại Vuleda, nơi các đơn vị thủy quân lục chiến tinh nhuệ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn và hàng chục thiết bị bị mất vì các chỉ huy Nga tổ chức tấn công mà không tính đến địa hình chống trải đầy mìn. Tuy nhiên, một số nhà quan sát khác lại cho rằng việc Nga thay tướng vốn không phải là điều hiếm thấy và nó có thể đến từ cả việc Nga sẽ thay đổi phương án tác chiến hoặc một cách tiếp cận mới trên chiến trường, chứ không hoàn toàn là vấn đề thất bại trên chiến trận. Người Nga nói riêng và trước đó là Liên Xô, thực tế không phải luôn luôn bất khả chiến bại. Thậm chí nếu nhìn kỹ trong lịch sử, họ có thể quen khởi động chậm và thường rất bầm dập, nhưng lại là người chiến thắng cuối cùng vì nguồn lực khổng lồ và không ngại thay đổi. Ngay sau khi có thông tin về tướng Rustam Muradov bị cách chức, Trung tướng Andrei Kuzmenko được đồn đoán là sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy của cụm lực lượng tác chiến Vostok ở chiến trường Ukraine. Tướng Kuzmenko từng là tư lệnh tập đoàn số 6 của lực lượng vũ trang Liên bang Nga, sau đó giảng dạy tại Học viện Bộ Tổng Tham mưu. Hiện tại, vẫn chưa rõ Trung tướng Andrei Kuzmenko sẽ đảm nhiệm hoàn toàn chức vụ này hay không, hay sẽ có một vị tướng khác được điều chuyển tới mặt trận. Nhưng như đã nêu ở trên, theo không ít chuyên gia, việc thay tướng của Nga tại mặt trận miền Nam là một động thái rất đáng chú ý và nó báo hiệu cho một trận đánh lớn ở phía trước. Bởi ý đồ phản công của Ukraine tại đây là rất rõ ràng và đó cũng là cách duy nhất Ukraine có thể giành chiến thắng. Các thông tin cho thấy Ukraine đã tập trung không dưới 60.000 quân tại Zaporozhia, đồng thời thực hiện việc điều chuyển các đơn vị tại Kherson trong thời gian gần đây. Về mặt địa hình, khu vực chiến tuyến miền Nam này cũng là nơi thuận lợi nhất để Ukraine có thể sử dụng các loại vũ khí hạng nặng với chủ lực là các xe tăng phương Tây viện trợ để tạo mũi phản công. Đây cũng là lý do vì sao Mỹ và châu Âu chấp thuận viện trợ xe tăng cho Ukraine, vì thực sự Ukraine có cơ hội thành công tại đây. Điều này cũng đến từ lý do phòng ngự của Nga tại dọc trên tuyến Nam Donetsk, Zaporozhia dễ tổn thương hơn vì không có các cứ điểm phòng thủ vững chắc. Trong đó, khu vực Vuleda được đánh giá là yếu điểm lớn nhất của Nga. Bất chấp trong nhiều tháng qua, Nga thực sự đã nỗ lực để đánh chiếm nhưng không thành công. Tuy vậy, Nga chắc chắn sẽ nhận thấy thời điểm phản công của Ukraine đã đến gần. Vì vậy, giới chỉ huy Nga đã có những bước đi nhằm đón đầu Ukraine. Từ việc tấn công, đẩy trên tuyến Zaporozhia lên sát thành phố Orykhiv, một trung tâm hậu cần và có thể là bàn đạp của chính Ukraine nếu Kiev tổ chức phản công, đến việc gia cố hàng phòng ngự. Ước tính, 3 lớp từ trên tuyến đến thành phố Tokmak và lớp cuối phía trước thành phố Melitopol. Đồng thời, tại Vuleda, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến lên. Vì về cơ bản, vùng Vuleda thuộc địa phận Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhưng về mặt địa hình, Vuleda liền kề với chiến tuyến miền Nam tại Zaporozhia. Và như đã nêu ở trên, Vuleda là điểm yếu lớn nhất của Nga vì khoảng cách từ Vuleda đến Mariupol là khoảng cách hẹp nhất trên cầu đất liền nối nội địa Nga với Kherson và bán đảo Crimea. Trong khi tại khoảng cách này, gần như không có một cứ điểm hay khu định cư nào đủ kiên cố để tổ chức phòng ngự chắc chắn. Tại Vuleda, Nga đổi chiến thuật. Thay vì tấn công trực diện, người Nga đã thực hiện bài đánh quen thuộc của mình là tạo gọng kìm bao vây khi bắt đầu tiến về khu vực mỏ than ở thành phố phía bắc Vuleda. Đây gần như là địa điểm duy nhất có thể uy hiếp trực tiếp lên Vuleda, vì về mặt địa hình, xung quanh Vuleda đều là địa hình bằng phẳng và trống trải. Ngoài khu vực mặt trước, khi Nga đã kiểm soát khu vực định cư Paprivka hay Mykinske khá gần Vuleda, thì ở mặt sau Vuleda, khoảng cách đến các khu định cư tiếp theo là khá xa, từ hơn 6 km đến Vodiane hay hơn 10 km để đến được Bohochaplenka và Novokraina. Vì vậy, khi thay đổi chiến thuật không đánh vỗ mặt Vuleda nữa, người Nga sẽ phải tạo ra một vòng cung khép kín lớn hơn. Điều này lại rất có liên hệ với việc Nga đang tăng tốc kiểm soát khu định cư Marinka và khu vực ngoại ô phía nam thành phố Donetsk. Trước đó, Nga luôn dùng Marinka là một nơi hút sinh lực Ukraine và chủ yếu chiến đấu tiêu hao tại đây, trong khi kiểm soát khu định cư chỉ là thứ yếu. Các trận đánh dữ dội tại Marinka và Novomikhailivka đều đang được ghi nhận cho hướng tiến công của Nga, có thể đang theo hai tuyến đường chính. Một tuyến đường lớn từ Marinka nối tới Konstantinopol và một tuyến đường nhỏ men theo con sông Sukhijali và các khu định cư ven từ Novomikhailivka cũng tới Konstantinopol.
Điều này sẽ dẫn tới việc hậu phường của Vuleta bị lung lay dữ dội vì các khu vực này nằm sau Vuleta nhưng lại không có địa hình cao thuận lợi để phòng thủ như Vuleta. Tuy vậy, để thực hiện việc này, các lực lượng Nga phải tiêu tốn khá thời gian và đây cũng chỉ là phỏng đoán. Ngoài ra, một động thái đáng chú ý khác là việc các đơn vị của Wagner và cả Chechnya, những đội quân chuyên đánh đồ thị, đã được ghi nhận tại mặt trận phía nam này. Điều này cho thấy Nga có thể đang có ý đồ tấn công tại đây. Và biết đâu, lối đánh tiên phát chế nhân, đánh trước các vị trí quan trọng để giành lợi thế, nhằm đó đánh đợt phản công của Ukraine sẽ được Nga thực hiện như những gì Moscow đã thể hiện ở Bakhmut. Trong khi đó, về cơ bản tại Bakhmut hiện nay, Wagner đã hoàn thành tương đối nhiệm vụ khi tấn công mạnh mẽ và kiểm soát nhiều khu vực quan trọng. Vì là đội quân tấn công nên gần như các nhiệm vụ của Wagner tại Bakhmut đã hoàn thành và bàn giao cho lực lượng chính quy tại Nga, vốn nổi tiếng với khả năng bao vây và phòng thủ. Vậy các bạn thấy sao về diễn biến chiến trường tại miền Nam sắp tới? Liệu chúng ta có được chứng kiến trận đánh long trời lở đất quyết định cục diện chiến sự Ukraine hay không? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.